Hello anh em, trong video này mình sẽ giới thiệu tới anh em bộ sản phẩm chắn cửa nhá. Đấy, cái bộ sản phẩm này cực kỳ hữu ích này, cho gia đình nào mà có các bé đấy, thì để chắn cửa ra ban công, chắn vào cửa vào nhà vệ sinh, hay là chắn những chỗ mà có bậc thang ấy, cầu thang ấy, hay là chắn để không cho em bé đi ra những khu vực mà mình hạn chế với em bé. Đây sản phẩm anh em nhìn toàn tiếng Tàu, đến từ thương hiệu China Tàu. Và đây là mình mua cái loại kích thước là 66cm nhé, 66 kéo dài đến 73-74cm gì đấy. Còn có một loại là 74cm, nó dài hơn, 74 kéo dài đến 8 mấy đấy, thì mình mua loại ngắn. Anh em phải đo chiều dài của cái khu vực anh em muốn nhá, muốn lắp nhá. Đó, thì sản phẩm giá là hơn 300.000 trên Shopee. Đó, thanh cửa này 66 đến 73cm. Đấy, 66cm xong kéo dài đến 73cm. Số tiền không đồng là do mình thanh toán via Pay rồi, nên còn không đồng. Do bây giờ mở ra xem như thế nào nhá. Đấy, cái này thì ví dụ ở những cái chung cư ấy, thì phải chắn để cho bé hạn chế ra ban công, ngã xuống rất là nguy hiểm. Đấy, nên rất là cần thiết. Sản phẩm này cực kỳ cần thiết luôn. Tàu anh em. Link mua sản phẩm này mình sẽ để ở dưới video. Đấy, rất hữu ích. Mở lên xem như nào. Thì cái này là bằng kim loại. Sản phẩm này nghe bằng sắt, rất chắc chắn luôn. Đây chúng ta sẽ có bộ vít này. Đó. À, cái này chiều cao bao nhiêu đây? 2, 4, 6, khoảng tầm 70 phân. À quên, cái này kế lên mới cắt. Kế lên mới cắt, sau hướng dẫn là khi chúng ta lắp xong thì chúng ta sẽ cắt cái dây này. Không để gắn vào cửa đây. Ốc này chắc là 10 phân. Rồi, để xem là chúng ta được 4 cái ốc á. 4 cái ốc. Và đây. Đó, cái cửa dựng lên nó như thế này. Đây, có ở đây, bên này sẽ có những cái chốt này, đinh này. Đây là cái gì? Rồi, về tổng quan nhá. Thì đó là bằng kim loại không? À, đây là cái khóa này. Rồi mình sẽ lắp vào cửa. Đây, sẽ tiến hành lắp vào cửa xem nó như thế nào nhá. Nhìn sờ có vẻ chắc đấy. Đó, nó là bằng sắt. À, bên trong thì rỗng. Đây, mình sẽ lắp vào chỗ này. Đích có điện rồi. Đây. Thế đó, thì em quay đít anh à? Vừa khít anh em ạ. Đấy, vừa khít luôn này. Đó, vừa khít luôn. Đấy. Thế này mình bước ra thì bước kiểu gì? Có cửa. Đây, cửa đấy. Hoặc là như này. Đúng rồi, bước thế. Đấy, hoặc đây có cửa này, yên tâm. Rồi giờ lắp nhá, đây, vừa khít này, 66cm nhá. Nếu mà mình mua cái loại 74 ấy, 74 thì không vừa. Chiều dài 74cm không vừa. Ok, xong rồi đây anh em. Đó, thì thừa hai con ốc nhá. Tại sao thừa hai con ốc này? Vì cửa mình khít luôn. Đó, khít luôn. Để nếu mà lắp vào hai con ốc thì không vừa. Thực ra là phải hai con ốc, tại vì cái chỗ này cao su này. Đấy, nó sẽ giữ vào cửa thì mình nghĩ là nó đỡ hại cái gỗ cửa hơn. Nhưng mà thôi kệ thôi, dùng thôi. Đó, nên thứ hai con ốc nhá, mình chỉ cần lắp hai bên này thôi. Đó, trên và dưới này. Đó, chúng ta sẽ xoáy nhá, xoáy cái này. Xoáy cái này để ép cái này vào. Thế thôi, đơn giản vậy thôi. Đó, bên này thì không có hai con ốc đấy. Hai bên kia. Và cứ xoáy để nó ép, để nó ép cái cửa vào. Đó. Để như thế này nhá, sập. Đó, nó sập vào luôn. Tại vì ở đây có cái lò xo này. Ở mình nghĩ là ở chỗ này. Này có lò xo. Và khi mở cửa này nhá, nhiều anh em không biết là mình loay hoay một lúc mình mới biết. Ấn vào và đẩy về sau. Đấy. Đẩy về sau thì chúng ta mới mở được. Đó. Chứ ấn không thì không mở được đâu. Ấn vào xong rồi chúng ta sẽ đẩy về sau một chút. Đấy, dùng lực của tay đẩy về sang phải một chút. Đây. Chúng ta ấn vào nhá. Ấn vào này xong đẩy sang trái. À, đẩy sang phải một chút. Đó thì chúng ta sẽ đẩy ra được. Và đây, anh em để ý nhá. Đấy. Chúng ta sẽ để cửa như này.
để khoảng cách như này thì nó sẽ có cái lực, nó sẽ có cái lò xo nó tự sập vào luôn. Đấy, này, sập vào, đó. Đấy, chúng ta sẽ đẩy, nếu mà đẩy ra hết cỡ này, đấy, thì nó lại lò xo nó gạt hết sang bên phải luôn. Đó, nên nó sẽ không bị sập, đấy, chúng ta chỉ cần như này phát là nó sập, đó, nó sập vào luôn. Thì cái này không biết là có bền không đây, không sập mấy phát thì gãy cái lẫy thì thôi, bó tay. Đấy, lại phải sửa lại phải keo con voi lại thôi, đó, đây, đó. Đây, chúng ta chỉ cần để như này 45 độ phát là nó có cái lực rồi, nó có cái lò xo rồi. Nếu chúng ta gạt mạnh quá thì nó lại ngửa hết ra đằng sau luôn. Đó, thì nó sẽ không có cái lực lò xo. Đấy, chỉ để như này. Đó, như này là có cái lò xo rồi. Đấy, thả ra phát là nó sẽ sập vào luôn. Đấy, như này, sập vào luôn. Đó, sập vào luôn, chắc chắn luôn. Rất là hay. Này thì chả may ví dụ ta ra ngoài mà quên ấy, quên không đóng vào thì sập vào luôn. Đó, thì trẻ các bé không mở được. Và ở dưới này sẽ có thêm hai cái lẫy, tác dụng là đấy cũng để sốt thôi đó. Đó, cái lẫy này thì rất là chắc tay nữa, các bé nào mà phải lớn lên thì mới biết mở được, chứ bé thì không biết mở đâu, và nó chắc lắm, chúng ta phải gạt mạnh lên thì mới được. Đó, lên mới được. Ok, vậy thôi, cánh cửa đã hoàn thành, rất là đơn giản. Đấy, rất là đơn giản và rất là hữu ích. Đây, ra ban công rồi. Chung cư ở tầng trên cao thì bé ra ngoài rất là nguy hiểm, nên mình phải sắm cái này, sập vào luôn, ngon, perfect. Rồi, như vậy trong bây giờ mình đã giới thiệu nhanh sản phẩm này. Cái này nối dài nhanh nha. Đấy, anh em mua hai cái thì sẽ nối được dài thêm gấp đôi nữa. Đấy, nối thanh, mua những cái thanh rời nối này họ shop có bán riêng mà. Đấy, đây chỉ là 66 là nhỏ nhất rồi. Ok, thì link sản phẩm này mình sẽ để dưới video này nhá. Đấy, như vậy trong bây giờ mình đã giới thiệu nhanh sản phẩm này. Cửa chắn, đấy, chắn đâu thì tùy anh em. Đấy, cái này thì chắn ở cầu thang rất là hữu ích luôn. Đấy, cho các bé không ra cầu thang. Đó. Đấy, anh có thấy video hay và thú vị thì đăng ký kênh lên chúc mình nhé. Cảm ơn thôi video. Bye bye. Kết nhất cái khả năng nó tự động đóng mở. Đấy, tự động đóng rồi. Đó. Nhưng mà không biết có bền đâu.